Thưa các bạn, mình đang có mặt tại giáo họ Tân Thành, giáo họ Lê Kính Thánh Vinh Can Tê. Quay ông Thánh à? Kính Thánh Vinh Can Tê. Hôm nay mình đã như một ngôi đền vậy. Hôm nay mình sẽ tới nơi Thánh Vinh Can Tê để xin sự gìn giữ của Ngài. Mời các bạn cùng đi xung quanh ngôi thánh đường Thánh Vinh Can Tê, giáo họ Tân Thành. Nơi đây có những đàng thánh giá rất là đẹp. Nhà khấn riêng của Thánh Vinh Can Tê. Thank you.
chào và hẹn gặp lại các bạn các chương trình video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.